có em dùng mua sao anh ơi. Đó, em mang về đây vừa mua anh mua cho. Mua sao anh em ơi. Mua gì bán gì đấy? Bao nhiêu tiền một cân đấy? Cân đây cô ơi. Em bán cho bà cuối ạ. Ừ. 10.000 củ. Đấy. Đó còn không? Còn đây đây. Đây đây. Một tên lưu ấy. Vừa bán vừa cho cô tặng 10.000 củ. Đây chị. Chị cảm ơn nhá. Bán cái gì đấy? Em hôm nay đi chợ nhưng mà sắp hết rồi, còn mấy củ trên rồi. Đang bảo là còn mấy củ tôi không bán nữa, chị có lẽ ăn chưa không nhỉ? Cho chị mấy củ ăn chưa thì xin. Đây đây. Lấy nước. Củ ăn thì lấy nữa. Cho người khác. Vâng. Xin nhá. Em đi đây chị ạ. Nhà bác. Thảo ơi bác lấy ăn chưa rồi đấy. Còn 5 phố. Đây nhà chồng được cho nên là. Cân nhỉ? Yến này nhỉ? Cầm lên, cầm lên. Ba. Ta chứa. 6.7, 30.000. 130.000. Ba. Nặng quá, em có cái túi nào không? Để nghe chị hộ chị nhé. Mới nha, đi đây. Nào cứ ra đây. Thank you.
ăn chưa?